Giờ, Mourinho thắng Quỷ Đỏ, Sonzer nói với các cầu thủ Manchester United rằng ông đang trên bờ vực bị sa thải, MU đang ở tình thế vô cùng khó khăn để có thể kiếm một suất Champions League mùa tới, khi đang kém đội xếp thứ 4 Chelsea tới 8 điểm sau vòng 14 Premier League, áp lực gia tăng với Sonzer sau khi MU vừa có màn trình diễn tệ hại trên sân nhà, hòa với Aston Villa, chiếc ghế của Sonzer được cho bị lung lay dữ dội, nhất là khi Pochettino đang ở không, do bị mất ghế tại Tottenham vào tay Mourinho. Theo The Sun, John G. đã nói với các cầu thủ MU rằng, ông sẽ bị lãnh đạo trảm nếu để thua hai trận quan trọng phía trước. Tiếp Tottenham của Mourinho vào lúc 2 giờ 30 phút dạng sáng ngày mùng 5 tháng 12, trước khi chiến derby thành Manchester trên sân của Man Xanh, cựu thuyền trưởng MU. Mourinho thừa nhận rất yêu chàng trai Son Heung-min dù mới thay Pochettino nắm tốt chưa đầy 2 tuần. Son Heung-min chính là người ghi bàn thắng mở đầu vào lưới West Ham, triều đại của Mourinho tại Tottenham cũng là đánh dấu cho chiến lược gia người bồ toàn thắng cả ba trận từ lúc cầm quân ở đây. Mourinho sẽ trở lại Old Trafford đấu MU vào đêm nay, ở vòng 15 Premier League và chắc chắn không thể thiếu Son Heung-min trong kế hoạch đánh bại đội bóng cũ của người đặc biệt. Tiền đạo Hàn Quốc cũng vừa được vinh danh là cầu thủ châu Á của năm lần thứ ba liên tiếp, nhờ một năm chơi bóng thành công nữa ở Tottenham.